Nguyễn xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì công hàng đang về và lại tiếp tục xuất hiện một hộp gỗ chiếu với chiều dày và chiều rộng cũng như là kích thước phải nói là rất là lớn luôn nhá mọi người nhá. Mã số của hộp này là 38690. Và mọi người có thể tưởng tượng là chiếc hộp này sẽ có kích thước như thế nào đây. Để Vân ra cái đầu này, Vân quay cho các bạn xem. Đây, kích thước của nó này. Rộng 1m22, dày 37 phân và dài là 4m05 nhé mọi người nhé. Dài là 4m05 và mã số của hộp là 38690. Hai bên còn một chút rác. Đây, mọi người nhìn thấy không? Hai bên còn một chút rác. Và tấm này thì hai đầu khá là đặc, khá là nạc để có một tấm chiếu gỗ lim được rộng và nạc như thế này, hai đầu không nứt như thế này là một kỳ tích luôn mọi người ạ. Trong một cái container gỗ hộp này, như Vân đã nói thì để có được những cái tấm gỗ chiếu lim mà rộng như này thì sẽ phải cần những cái cây rất là lớn. Nhưng khi mà ở trong container mà có những cái hộp như thế này ấy, thì rất là có lợi cho khách hàng. Đó, thì nếu mọi người yêu thích cái sản phẩm chiếu lim rộng 1m22, dày 37 phân này, dài 4m05, mã số 38690, có thể liên hệ với cả anh Công theo số điện thoại đang hiện trên màn hình 0912190886. Được rồi, bây giờ sẽ là đến với hộp tiếp theo. Đây, hộp tiếp theo này. Hộp tiếp theo với mã số V4, kích thước này, mã số 38511 này. Rộng 89, dày 47 và dài 3m24 nhá mọi người nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục xuống đây mọi người này. Đây. Hớ như này thì sẽ rất là đẹp luôn này. Vân như này sẽ rất là đẹp luôn này. Đó. Đó. Nhiều hàng dài nhé mọi người nhé. Hàng rất dài luôn này. 4m07 này, 4m này, 3m76 này, 4m05 này, 4m06 này. Đây, đây là toàn bộ hộp dài đã được để ở đây rồi. Những cái hộp dài này mọi người làm te rất là thẳng luôn này. Làm hoành này. Làm hoành của nhà cổ ấy các bạn. Đó, được 2, 4, 6 hộp dài này. Chú à?